Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 7 tập 64. Ở cuối tập trước, sau khi Đương Tiêu Viêm thân hình hướng tới ở xa lực ra là lúc, chỉ thấy này trên đỉnh đầu. Chuẩn xác mà nói chính là toàn bộ quanh mình hư không, bị một tầng màu lam nhạt màn hào quang bao vây. Rất xa có thể nhìn đến, có mấy cái phệ hồn thi đụng phải này màn hào quang phía trên, oanh một tiếng, đó là nổ thành một đoàn huyết vụ. Hiển nhiên nơi đây đã bị trận pháp sở bao phủ, muốn xông vào chỉ sợ không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Ở Tiêu Viêm suy tư hết sức, vô số phệ hồn thi đó là đã hướng tới Tiêu Viêm gào thét mà đến, Tiêu Viêm cũng là hai lời chưa nói. Rút ra bát hoang huyền trọng xích, chỉ thấy xích ảnh gào thét, thành phiến phệ hồn thi bị chém xuống. Cũng liền ở Tiêu Viêm đối này đó phệ hồn thi công kích đồng thời, phệ hồn phân thân lại không có một cái phệ hồn thi dám tới gần mảy may. Hơn nữa Tiêu Viêm lại là phát hiện, tựa hồ phệ hồn phân thân cùng này đó phệ hồn thi lẫn nhau có vi diệu liên hệ. Liền giống như này đó phệ hồn thi đều là con rối, thả phệ hồn phân thân vừa lúc có thể khống chế chúng nó. Tiêu Viêm phệ hồn phân thân hơi thở tức khắc khuếch tán mà ra, một đạo hừ lạnh tiếng động truyền ra, tiếp theo nhảy mắt. Đó là chỉ thấy kia tiếng hừ lạnh truyền đẩy ra tới sau, kia đen nghìn nghịt vô số phệ hồn thi toàn bộ đều là bỗng nhiên một đốn. Thế nhưng thật sự hữu hiệu. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, nhìn quanh mình dừng lại phệ hồn thi, đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt chợt nhìn về phía dưới, ở Tiêu Viêm phía dưới, ngắn ngủn thời gian, mười mấy tòa đảo nhỏ sinh sôi ghép nối thành một mảnh đại lục. Đến nỗi kia năm sao nguyên thần thi thể cũng bị bao phủ ở này vô số đảo nhỏ thổ địa giữa. Ở kia một đoàn xương đen giữa, một đạo thân ảnh huyền lập trong đó, quanh mình vô số linh hồn toàn bộ dũng hướng về phía hắn. Nếu là cẩn thận nghe qua, tại đây phiến đảo nhỏ tạo thành đại lục phía trên, không biết có bao nhiêu thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm ánh mắt đấu chuyển, hắn thấy được ở kia ở xa có hai cái quen thuộc gương mặt. Tiêu Viêm đối bọn họ còn tính có chút ấn tượng, này hai người đúng là phía trước mang theo Tiêu Viêm đi trước Trảm Nguyệt đảo một nam một nữ. Chỉ thấy bọn họ linh hồn bị mạnh mẽ rút ra thân thể, mặc dù bọn họ phát ra không cam lòng thả thống khổ gào giống. Lại tựa hồ tại đây đại trận dưới, cũng là không chỗ che giấu, lệnh người cảm thấy một loại vô năng lực vì. Tựa hồ tại đây một khắc, này mười mấy tòa trên đảo nhỏ nguyên bản tồn tại sinh mệnh, này linh hồn đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị mạnh mẽ cùng thân thể chia lìa, hướng tới kia nhất trung tâm thân ảnh lao đi. Tiêu Viêm thấy thế tức khắc bốc cháy lên một loại cảm giác bất an, ánh mắt nhìn phía dưới xương đen bao vây thân ảnh. Nhìn quanh một chút bốn phía, xem ra tới, này hết thảy đều là đến từ cùng phệ hồn đế trả thù. Muốn chính là mặt sát rớt đoạt xá hắn thân thể Tiêu Viêm cùng si di linh hồn, bất quá chuẩn xác mà nói. Hiện tại hắn cũng chỉ là ở nhằm vào Tiêu Viêm, rốt cuộc phệ hồn phân thân cuối cùng đạt được giả chính là Tiêu Viêm. Cho nên phệ hồn đế lửa giận, chỉ biết toàn bộ chút xuống ở Tiêu Viêm thân, giờ phút này si di linh hồn ở phệ hồn phân thân giữa, không nói một lời. Một màn này chỉ sợ cũng là nó muốn thấy, hai người chiến đấu kịch liệt, nó là có thể xem vừa ra trò hay. Đến xuống tay trước thì tốt hơn. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng, nếu đi không được, như vậy liền không bằng chủ động khởi xướng công kích. Giờ phút này tựa hồ phệ hồn đế còn ở cắn nuốt linh hồn, loại này thời điểm khởi xướng tiến công hẳn là sẽ là thời cơ tốt nhất. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, đó là không có do dự, thân hình cũng là về phía trước một bước bước ra. Đối mặt phệ hồn đế, Tiêu Viêm biết được tầm thường thủ đoạn chỉ sợ vô pháp trấn áp, cho nên trực tiếp thi triển ra chấn thần bảy đạp. Liên tục mấy bước bước ra, giữa không trung giữa mấy đạo thật lớn hư ảnh hiện lên, ầm 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 thanh âm vang vọng chi gian, hướng tới xương đen giữa phệ hồn đế đột nhiên trấn áp mà đi. Hiện tại ngăn trở ta đã muộn rồi. Chỉ nghe thấy kia xương đen giữa phệ hồn đế truyền đến một đạo hừ lạnh tiếng động, chợt đó là nhìn đến, này quanh thân xương đen chính là từ vô số hồn phách ngưng tụ mà thành, ở phệ hồn đế tâm niệm vừa động chỉ thấy, hướng tới giữa không trung giữa gào thét mà đến khổng lồ hư ảnh đánh tới. Hai người va chạm thanh âm lập tức đó là vang vọng mở ra, kia vô số hồn phách hình thành xương đen, giống như độc tố giống nhau. Nhanh chóng lan tràn leo lên, trong khoảnh khắc liền đem Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp lại là bao phủ vào trong đó. Chỉ thấy vô số hồn phách mấp máy, sau một lát, đó là nghe được ầm ầm một tiếng, Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp trực tiếp hỏng mất. Tuy rằng Tiêu Viêm chỉ thi triển bốn đạp, bất quá uy lực cũng đã là không tầm thường, liền tính không thể thương đến phệ hồn đế, nhưng cũng không đến mức trong khoảnh khắc đã bị này như thế nhẹ nhàng liền hóa giải mà khai. Lệnh Tiêu Viêm đôi mắt hơi co lại, từ này một lát giao thủ, liền có thể cảm thụ ra. Phía trước CG linh hồn ở khống chế phệ hồn đế thân thể thời điểm, chỉ sợ liền này một phần mười lực lượng đều không có phát huy ra tới. Tiêu Viêm càng là ở xa xương đen giữa phệ hồn đế trên người, cảm nhận được một cổ uy hiếp hương vị. Nếu bốn đạp không có hiệu quả, Tiêu Viêm đơn giản đó là lần thứ hai bàn chân về phía trước một bước, thứ năm đạp đó là ở kia giữa không trung giữa ngưng tụ. Trước mắt mới thôi, thứ năm đạp không thể nói là cực hạn, nhưng Tiêu Viêm cũng là thừa nhận nhất định phụ tải mới có thể thi triển mà ra. Đương nhiên, nếu là hơn nữa diệt hư thiên lôi lực lượng, thi triển ra thứ sáu đạp cũng chưa chắc không thể. Cho nên, Tiêu Viêm đơn giản trực tiếp cắn răng một cái, cùng này quá nhiều lôi kéo cũng không có ý nghĩa. Chi bằng thủ đoạn tới càng trực tiếp một ít, cũng vừa lúc thử một chút cùng nguyên thần phân thân thi triển nắn mệnh chi thuật cực hạn.
chỉ thấy Tiêu Viêm toàn thân Diệt Hư Thiên Lôi lưu chuyển, cũng chính là ở Tiêu Viêm điên cuồng vận chuyển Diệt Hư Thiên Lôi thời điểm. Trong cơ thể Diệt Hư Lôi mạch lại là lần thứ hai diễn sinh ra hai điều, lệnh Tiêu Viêm Diệt Hư Lôi mạch đi tới 22 điều. Tổng cộng Diệt Hư Lôi mạch có 108 điều, hiện giờ Tiêu Viêm liền thứ nhất đều không có. Bất quá ở tân tăng hai điều Diệt Hư Lôi mạch lúc sau, nói cách khác, bản tôn lực lượng cơ thể lại là tiến thêm một bước được đến tăng lên. Chiến đấu là tăng lên thực lực phương thức tốt nhất, hiển nhiên giờ phút này cũng xác minh đích xác như thế. Cùng Nguyên Thần thi triển nắn mệnh chi thuật, lấy Nguyên Thần phân thân cường đại thân thể lực lượng thêm vào hạ, thi triển ra chấn thần bảy đạp tất nhiên càng cường. Bản tôn đã có thể thi triển ra bảy đạp, nhưng cùng Nguyên Thần phân thân hợp hai làm một sau càng vì cường đại lực lượng cơ thể, Tiêu Viêm nhiều nhất cũng chỉ thi triển quá thứ 5 đạp. Mà này thứ 6 đạp vẫn là Tiêu Viêm lần đầu tiên thi triển. Hư ảnh còn chưa hiện lên, đó là nghe được hư không giữa truyền đến nổ vang thanh âm, liền giống như đang có một cái quái vật khổng lồ đang ở nhanh chóng buông xuống. Tiêu Viêm thứ 5 đạp vừa mới rơi xuống, ở này giữa không trung, ở Tiêu Viêm cả người lập lòe Diệt Hư Thiên Lôi dưới, một đạo càng vì ngưng thật thứ 6 đạp đó là ngưng tụ giữa không trung. Tản ra cực kỳ khủng bố hơi thở dao động, rồi sau đó hướng tới này phía dưới hung hăng nghiền áp mà đi. Hôm nay vô luận ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, ở ta 6 luân quỷ sát trong trận tồn tại. Đoạt ta phân thân, ta muốn cho ngươi bầm thây vạn đoạn, vĩnh sinh vĩnh thế đều không được siêu sinh. Đặc biệt là lừa gạt cùng ta kia đáng chết hồn phách. Xương đen giữa, Phệ Hồn Đế phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ, từng trận giống giận truyền ra, ở Phệ Hồn phân thân giữa CG linh hồn, cũng là vì này chấn động. Này cái gì ngoạn ý nhi, sao còn mang thủ đâu? CG linh hồn nguyên bản phía trước vẫn là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Hiện tại lập tức liền khó tránh khỏi có chút lo lắng lên, rốt cuộc nếu Tiêu Viêm thật sự chiến bại, như vậy nó tất nhiên sẽ bị tù binh. Nghe này mới vừa rồi ngôn ngữ, tựa hồ đối nó oán khí so đối Tiêu Viêm còn muốn càng trọng một ít. Đương nhiên, này đảo cũng không kỳ quái, rốt cuộc Phệ Hồn Đế thân thể bị đoạt, cùng nó trực tiếp có lớn lao quan hệ. Liền tính Tiêu Viêm không tham dự tiến vào, như vậy này thân thể như cũ sẽ bị CG linh hồn sở đoạt xá. Không nghĩ tới này xuẩn chứng, thế nhưng còn lặng lẽ meo meo chuẩn bị như thế một cái đại chiêu, bất quá ta nhưng biết được này nhược điểm nơi. Không nóng này, thả nhìn xem, người này cũng không đơn giản, nhưng hắn nếu không thể phá vỡ trận này. Ở này trận pháp trong vòng, liền tính này thủ đoạn không ít, nhưng chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là này Phệ Hồn Đế đối thủ. Vốn tưởng rằng người này là cái mao đầu tiểu tử, lại không nghĩ rằng lòng dạ như thế thâm trầm, ta giấu giếm có thể nói không hề sơ hở kế hoạch, hắn thế nhưng cũng có thể phát hiện. Bất quá liền tính hiện tại cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, ta liền không tin, hắn thật sự nhịn được này năm sao nguyên thần sở ẩn chứa sao trời chi lực. CG linh hồn ở Tiêu Viêm Phệ Hồn phân thân nội, không nhanh không chậm quan vọng toàn bộ chiến cuộc. Nó như không tính toán giờ phút này liền tham dự tiến vào, rốt cuộc cũng vừa lúc có thể nhìn xem Tiêu Viêm còn có những cái đó thủ đoạn. Trận pháp sao? Như vậy cũng chỉ có thể tính ngươi vận khí không hảo. Tiêu Viêm cười lạnh nói, thứ 6 đạp đã là ầm ầm rơi xuống, vang vọng tiếng động khuếch tán, chỉ thấy Phệ Hồn Đế vung tay lên. Trăm vạn hồn phách hóa thành một con quỷ trảo, cùng Tiêu Viêm thứ 6 đạp sinh sôi đối kháng ở cùng nhau. Hai người lực lượng cường đại lẫn nhau chống lại, vô số hồn phách sở hình thành quỷ trảo, lại là có thể cùng Tiêu Viêm thứ 6 đạp chống lại, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh. Nếu là không có CG linh hồn đem này thân thể cướp đi, lấy Phệ Hồn Đế chân chính thân thể, hơn nữa trận này hội tụ sở hữu trên đảo nhỏ sinh linh hồn phách. Toàn bộ cắn nuốt, này số lượng chỉ sợ sẽ có mấy ngàn vạn nhiều, bực này bằng bạc số lượng, hơn nữa Phệ Hồn Đế vận dụng hồn phách thuần thục trình độ. Mặc dù là đế chi bất hủ bước thứ 3 cường giả ở này đại trận dưới, cũng chưa chắc sẽ là này đối thủ. Bất quá chỉ cần là trận pháp, như vậy Tiêu Viêm liền có thiên nhiên ưu thế. Tiêu Viêm bàn tay tham nhập tay áo giữa, rồi sau đó đó là nghe được kia quen thuộc chửi rủa thanh. Tiêu Viêm đối với này độc miệng đảo cũng thói quen, tuy rằng mắt chó đối Tiêu Viêm vẫn luôn đều nói năng lỗ mãng, càng là chửi rủa Tiêu Viêm. Bất quá nó lại là nói mạnh miệng khí lời nói, lại làm nhất túng sự tình. Ít nhất Tiêu Viêm mỗi một lần làm nó ra tay, liền tính đầy mặt viết không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cấp Tiêu Viêm giải quyết, dọc theo đường đi chính là trợ giúp Tiêu Viêm phá khai rồi không ít đại trận. Sắc ngàn đao, lại muốn ta làm gì? Trận này, nửa nén hương nội phá vỡ. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, mắt chó nghe vậy đó là phẫn nộ không thôi. Mắt chó vừa muốn tức giận, Tiêu Viêm lại nói, nghĩ đến lấy thực lực của ngươi, loại này cấp bậc trận pháp, hẳn là nếu không nửa nén hương mới đúng đi. Này mông ngựa một phách, mắt chó tức khắc cao ngạo thượng thiên, lập tức cười lạnh hai tiếng. Đó là tự nhiên, kẻ hèn bực này cấp thấp trận pháp, cầu ra ta một giây chung là có thể đem này phá giải. Mắt chó tự tin nói, Tiêu Viêm nghe vậy đó là cười cười. Một khi đã như vậy, kia liền giao cho ngươi. Tiêu Viêm nói xong, thân hình vừa động, đó là hướng tới ở xa Phệ Hồn Đế lao đi, để lại giờ phút này còn mỹ tư tư mắt chó, hơi chút một chút khen, tức khắc làm nó mông đều kiều thượng thiên. Tuy rằng là ở giúp Tiêu Viêm, nhưng giờ phút này tựa hồ cũng là cam tâm tình nguyện ra tay. Này mắt to mở, một bó lam quang từ này mắt to bên trong kích động mà ra, toàn bộ đại trận ở này màu lam quang mang hạ tựa hồ không thể che giấu.
Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thân hình xê dịch chi gian đã là rút ra phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Xích, ngọn lửa cùng lôi đình điên cuồng rót vào trong đó. Toàn bộ thức thân càng thêm nóng bỏng, ngọn lửa bao phủ chi gian, lôi đình càng là bao trùm toàn bộ thức thân. Rồi sau đó ở lấy nguyên thần phân thân cường đại thân thể lực lượng, một thức chém ra, hướng tới xương đen giữa Phệ Hồn Đế hung hăng ném tới, Phệ Viêm sấm đánh thước. Tiêu Viêm này một thức cũng không tầm thường, ẩn chứa ngọn lửa là hỏa diễm chi tâm, ẩn chứa lôi đình chi lực chính là lôi đình chi tâm. Này đó đều là thiên địa thần vật, thổi quét dưới, chạm vào ngọn lửa cùng lôi đình hồn phách, đó là bộc phát ra thê lương kêu thảm thiết. Phệ Hồn Đế vẫy tay một cái, vô số hồn phách đó là trực tiếp bao phủ Tiêu Viêm. Không phải hồn phách sao, ngươi cũng đừng quên, ta cũng có. Tiêu Viêm trầm giọng nói, Phệ Hồn phân thân cùng lực ra hết sức, này trong cơ thể ngàn vạn hồn phách cũng là đồng thời thổi quét mà ra, cùng Phệ Hồn Đế hồn phách lẫn nhau chống lại. Tiêu Viêm mượn cơ hội này, nhanh chóng tới gần Phệ Hồn Đế. Nếu ngươi như thế sốt ruột khăng khăng tìm chết, ta đây thành toàn ngươi đó là. Phệ Hồn Đế quát lạnh một tiếng, bàn tay hướng phía sau xương đen giữa tìm tòi, đó là nhìn đến hắn bàn tay giữa, từ kia trong xương đen, rút ra một thanh toàn thân tản ra hắc khí trường đao. Đây là Phệ Hồn Nhận. Đao này nhưng chảm thân thể, cũng có thể chảm ngươi linh hồn, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, Phệ Hồn Nhận uy lực. Phệ Hồn Đế trầm giọng nói, Tiêu Viêm thấy thế trong mắt ánh sao chợt lóe. Xem ra nhất định đến đem ngươi bắt tới hảo hảo siêu hồn, nếu không liền tính đoạt xá Phệ Hồn phân thân cũng không thể chân chính phát huy kỳ thật lực. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tuy rằng có được Phệ Hồn phân thân, liền giống như nguyên thần phân thân giống nhau, tuy rằng có lực lượng cường đại, lại không có chính xác sử dụng phương thức. Lệnh rất nhiều chiến đấu đều là làm nhiều công ít, vô pháp bày ra này toàn bộ lực lượng. Nguyên thần phân thân xác thật không có cách nào, lúc ấy mặc dù lục soát CG linh hồn, không biết là nó cố ý vì này, vẫn là nó vốn là hiểu biết rất ít. Tiêu Viêm được đến về nguyên thần tin tức cực nhỏ, chỉ hiểu biết này cơ bản tu luyện phương thức, đến nỗi mặt khác một mực không biết. Đúng là bởi vì như thế, Tiêu Viêm mới có thể bức thiết hy vọng có thể tìm được một vị nguyên thần nhất tộc còn tồn tại tiền bối. Nếu là có thể có này chỉ dẫn, nguyên thần phân thân thực lực mới có thể chân chính ở Tiêu Viêm trong tay bày ra tới. Cho nên, hiện giờ nếu đoạt được Phệ Hồn phân thân, biết được điểm này sau, Tiêu Viêm liền sẽ không dễ dàng buông tha Phệ Hồn Đế. Nguyên bản còn nghĩ sợ là tìm không được nó, không nghĩ tới lại là chủ động xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt. Đương nhiên, Phệ Hồn Đế lúc này thực lực muốn giải quyết nó, chỉ sợ cũng đều không phải là một kiện chuyện dễ. Nhưng có Phệ Hồn phân thân, nếu là mạnh mẽ thi triển nắn mệnh chi thuật, hơn nữa nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm đảo cũng chưa chắc không thể cùng với một trận chiến. Giờ phút này Tiêu Viêm đã là huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hung hăng tạp hướng về phía Phệ Hồn Đế, người sau một tay cầm đao. Phệ Hồn Nhận cùng Tiêu Viêm tràn ngập ngọn lửa cùng lôi đình Bát Hoang Huyền Trọng Xích giằng co ở cùng nhau. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa cùng lôi đình càng là ở Bát Hoang Huyền Trọng Xích thượng bùng nổ mà ra, nháy mắt thổi quét đem Phệ Hồn Đế tất cả bao phủ. Lúc này vô số xương đen quay chung quanh Phệ Hồn Đế, từ vô số hồn phách sở hình thành xương đen. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, sinh sôi dùng này khổng lồ số lượng, đem Tiêu Viêm ngọn lửa cùng lôi đình áp chế xuống dưới. Thân thể lực lượng rất mạnh, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Phệ Hồn Đế tiếng nói vừa dứt, trong tay Phệ Hồn Nhận hắc hồn kích động, sau đó bỗng nhiên vung lên, đó là đem Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích cấp sinh sôi văng ra. Phệ Hồn Đế chân chính ở vận dụng này đó hồn phách lực lượng, tuy rằng không phải đến từ cùng bản thể, nhưng giờ phút này lực lượng lại là không hề có nhược với Tiêu Viêm chút nào, thậm chí còn muốn càng cường một phần. Đương nhiên, này sở hữu lực lượng nơi phát ra chính là từ này phía sau mấy ngàn vạn hồn phách chung đến tới. Đối mặt đảo bắn Tiêu Viêm, chỉ thấy Phệ Hồn Đế giơ lên trong tay Phệ Hồn Nhận, bốn phía tức khắc gian vô số hồn phách hình thành xương đen hướng tới trong tay Phệ Hồn Nhận điên cuồng kích động mà đi. Phệ Hồn Đế huy động trong tay hắc khí kích động Phệ Hồn Nhận, hướng tới Tiêu Viêm thẳng tắp một chạm. Một cái hắc tuyến nháy mắt theo này thân đao kéo dài đến ngoại trăm trượng, rồi sau đó đó là nhìn đến, ngập trời hắc khí nháy mắt như đem hư vô đều cắt thành hai nửa giống nhau. Tiêu Viêm thân thể cũng là trong khoảnh khắc bị hắc khí sở sỏ xuyên qua, trên người lại là xuất hiện một đạo huyết tuyến, rồi sau đó máu tươi phun trào mà ra. Nguyên thần phân thân hơn nữa bản tôn, lực lượng cơ thể là cỡ nào cường hãn, thế nhưng bị này một chạm dưới, phá khai rồi huyết nhục. Tiêu Viêm lập tức là ổn định thân hình, trên người thương thế nhìn thấy ghê người, bất quá cũng may chính là, cường đại thân thể cũng cùng với cường đại khôi phục lực. Chỉ cần không có thương tổn cấp trung tâm, như vậy miệng vết thương cũng chỉ yêu cầu mấy cái hô hấp là có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Thân thể rất mạnh sao? Ở ta Phệ Hồn lưỡi dao trước, vô luận ngươi là rất mạnh thân thể, cũng là vô dụng. Phệ Hồn Đế cười lạnh thanh chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn trên người đã tất cả khép lại miệng vết thương, mặt trên còn có hắc khí tràn ra. Này một chảm đều không phải là này có bao nhiêu sắc bén, mà là Phệ Hồn Đế đem âm sắc khí hóa thành đao khí. Này một chảm chính là ẩn chứa này phía sau mấy ngàn vạn hồn phách mới có thể có được cường đại âm sắc khí. Đây mới là ngàn vạn hồn phách sở ẩn chứa chân chính lực lượng sao? Tiêu Viêm ánh mắt hơi trầm xuống, cũng là mở miệng lẩm bẩm nói. Phệ Hồn Đế sở thi triển mà ra cường đại thực lực, cũng là làm Tiêu Viêm càng ngày càng cảm thấy hứng thú, tuy rằng giờ phút này có Phệ Hồn phân thân. Bất quá nếu là không có Phệ Hồn Đế đối với hồn phách khống chế trình độ,
Mặc dù Tiêu Viêm có được phệ hồn phân thân, chỉ sợ cũng khó có thể chân chính thi triển này chân chính thực lực. Từ này ngắn gọn một kích sau, Tiêu Viêm trong mắt cũng không bất luận cái gì lùi bước chi ý, ngược lại là chiến ý dần dần dày. Phệ hồn phân thân trong lúc này vẫn chưa động thủ, Tiêu Viêm đang ở thông qua phệ hồn đế công kích chậm rãi tiêu hóa hiểu biết chính mình khối này phệ hồn phân thân lực lượng. Đến nỗi bản tôn cùng nguyên thần phân thân, hai người hòa hợp nhất thể, ở bị phệ hồn đế này một cái công kích sau. Tiêu Viêm bàn chân về phía trước bỗng nhiên một bước, rồi sau đó thân hình một đốn sau đó là hóa thành cầu vồng, lóe lực đến phệ hồn đế trước mặt. Bát Hoang Huyền Trọng Xích hai lời chưa nói, xích ảnh dày đặc hướng tới phệ hồn đế bao phủ mà đi. Đang đang đang. Hắc khí gào thét, Tiêu Viêm bên này cũng là việc nhân đức không nhường ai, biển lửa cùng lôi đình ở này trên người bùng nổ. Toàn bộ hư không hắc ám đều ở Tiêu Viêm ngọn lửa dưới phảng phất bị đuổi tàn ra. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn, liền đều dùng ra đến đây đi. Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, dừng ở phệ hồn đế trong tai, Tiêu Viêm lời nói không thể nghi ngờ là đối hắn miệt thị cùng vũ nhục. Ta đây liền thỏa mãn ngươi này vô lễ yêu cầu. Phệ hồn đế lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tay phệ hồn nhận hóa thành một sợi hắc khí, tiêu tán ở xương đen giữa. Cùng lúc đó, phệ hồn đế giấu tay bay nhanh biến ảo, chợt chỉ thấy một cái màu đen hình cầu hiện lên ở hắn trước người. Chợt hắn bàn tay đột nhiên giò ra, trực tiếp duỗi vào màu đen hình cầu giữa, trên mặt lộ ra thống khổ dễ dụa chi sắc, tiếp theo nháy mắt càng là bộc phát ra gầm lên giận dữ. Bắt lấy màu đen hình cầu, sau đó hướng tới hư không đột nhiên nhấn một cái. Màu đen hình cầu nháy mắt nổ tung, trong thời gian ngắn, quanh mình hết thảy phảng phất bị một tầng xương đen sở bao phủ. Giờ phút này Tiêu Viêm lại xem quanh mình, phía dưới đảo nhỏ đại lục đều bị xương đen sở bao trùm. Tiếp theo nháy mắt, rót vào Tiêu Viêm trong tai đó là vô số thê lương oan hồn phát ra ra tiếng kêu thảm thiết. Ta đảo muốn nhìn, ngươi khối này cường đại thân thể có thể hay không chống cự trụ ta mấy ngàn vạn hồn phách hình thành âm sát lĩnh vực. Phệ hồn đế thân ảnh cũng là biến mất không thấy, chỉ có thể nghe được này linh hoạt kỳ ảo thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy cả người nháy mắt giống như bị hàn băng sở bao vây, một loại cực độ rét lạnh cảm giác. Thật giống như Tiêu Viêm là một vòng lâm vào tới rồi hải dương chỗ sâu nhất thái dương, mặc dù hắn tản ra ánh lửa, nhưng lại thân ở cực độ rét lạnh vực sâu đáy biển. Ngạnh sinh sinh muốn đem trên người hắn ngọn lửa sở dập tắt. Mà lực lượng như vậy, đúng là đến từ chính vô số hồn phách sinh ra âm sắc khí, tại đây chờ lực lượng hạ. Nếu không phải lực lượng cơ thể cũng đủ cường đại giả, đem rất có khả năng sẽ ở này cực cường âm sắc khí hạ bị lạc tự mình. Thân thể đồng dạng cũng sẽ ở cường đại âm sắc khí hạ, trở thành vật chết. Đương nhiên, phệ hồn đế hiển nhiên xem nhẹ Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm chính là một vòng chân chính thái dương, một vòng có thể xua tan sở hữu hắc ám thái dương. Âm sát lĩnh vực sao? Thú vị, ta không sai biệt lắm lĩnh ngộ. Như vậy kế tiếp, liền làm ngươi nhìn xem, ngươi có được tuyệt đối hắc ám, như vậy ta liền có được tuyệt đối quang mang. Tiêu Viêm trầm giọng lẩm bẩm, trên người ba loại ngọn lửa luân phiên xuất hiện, trên người rét lạnh nháy mắt bị đuổi tàn ra. Ba cái hỏa diễm chi tâm kia cũng không phải là nói giỡn. Chỉ thấy Tiêu Viêm giờ phút này giấu tay bay nhanh biến ảo, bất quá ở Tiêu Viêm lòng bàn tay bên trong chỉ xuất hiện màu đen cùng màu đỏ tím. Hiển nhiên, Tiêu Viêm muốn ngưng tụ một cái Phật lửa dẫn liên, nhưng chỉ vận dụng bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm. Đương nhiên, nếu là không có Bạch Diễm gia nhập, ngưng tụ mà ra Phật lửa dẫn liên uy lực cũng sẽ đại đại giảm mạnh. Nhưng mà này cũng đúng là Tiêu Viêm muốn, bởi vì nếu là vận dụng ba cái hỏa diễm chi tâm sở ngưng tụ Phật lửa dẫn liên, chỉ sợ trong khoảnh khắc, ngay cả phía dưới mười mấy tòa đảo nhỏ sở hình thành đại lục cũng sẽ bị nổ thành cho bụi hóa thành hư vô, chính yếu chính là nếu là một cái không cẩn thận, đem phệ hồn đế cấp diệt, như vậy phệ hồn phân thân lực lượng cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm chính mình sơ soạn. Cho nên Tiêu Viêm cũng không muốn đem phệ hồn đế trực tiếp mà sát rớt, rốt cuộc có người kinh nghiệm trực tiếp. So với chính mình sơ soạn muốn tới càng nhanh chóng một ít, huống chi Tiêu Viêm không có thời gian đối phệ hồn phân thân càng tiến thêm một bước hiểu biết. Bởi vậy, phệ hồn đế ký ức đối Tiêu Viêm tới nói liền đặc biệt quan trọng. Hai sắc Phật lửa dẫn liên một lát sau liền ở Tiêu Viêm lòng bàn tay hiện lên, một cổ tràn ngập hủy diệt lực lượng hơi thở từ hỏa liên giữa khuếch tán mà ra. Bởi vì tạo thành Phật lửa dẫn liên đều không phải là tầm thường ngọn lửa, mà là ẩn chứa hai đại hỏa diễm chi tâm căn nguyên chi lực. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể bị Tiêu Viêm trở thành Phật lửa dẫn liên, ẩn chứa tuyệt đối hủy diệt chi lực. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng tay, Phật lửa dẫn liên chậm rãi phiêu ra, ở kia hư không cùng hắc ám giữa, an tĩnh giống như một đóa mỹ lệ hoa sen, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. Như này gần chỉ là này mặt ngoài mà thôi, ở này trung tâm chỗ, còn lại là ẩn chứa vô pháp tưởng tượng cường đại uy lực. Không có mục tiêu, huyền phù ở trên hư không giữa đồng thời, Tiêu Viêm môi nhẹ nhàng cãi động, đơn giản tự phù từ này trong miệng thốt ra. Rồi sau đó là nhìn đến ở xa song sắc Phật lửa dẫn liên bỗng nhiên cứng lại, hai loại nhan sắc ngọn lửa ở trong đó bay nhanh xoay tròn. Phảng phất ở một vòng tròn nội lẫn nhau truy đuổi, cuối cùng mới là ở cực nhanh xoay tròn giữa, hai người va chạm. Hỏa liên nháy mắt bành trướng đến 10 trượng, 100 trượng, nhưng tiếp theo nháy mắt lại thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay, càng ngày càng nhỏ, rồi sau đó hóa thành một cái quang điểm, đột nhiên chợt lóe. Ánh lửa nháy mắt liền đem hắc ám xua tan, quanh mình hết thảy, bao gồm hư vô,
đều bị rảo đến long trời lở đất. Đến nỗi này cường hãn âm sắc khí cũng là ở bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm căn nguyên ngọn lửa dưới, tất cả đuổi đi. Một tầng tầng biển lửa không ngừng khuếch tán, phệ hồn đế âm sắc khí cũng là cực kỳ cường hãn, nếu là bình thường. Tiêu viêm biển lửa đủ rồi khuếch tán đến trăm trượng, một cái Phật lửa dẫn liên uy lực lại là ở âm sắc khí hạn chế hạ, uy lực bị sinh sôi áp chế. Bất quá vẫn là ở sinh sôi không thôi ngọn lửa dưới, âm sắc khí vẫn là khiêng không được hỏa diễm chi tâm căn nguyên bỏng cháy, đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào. Xương đen tan đi, phệ hồn đế âm sát lĩnh vực cũng coi như là bị tiêu viêm phá giải mà khai. Phệ hồn đế tức khắc ánh mắt trở nên cực độ âm trầm, tiêu viêm còn lại là mặt lộ vẻ mỉm cười, rõ ràng cảm giác đến ra. Phệ hồn đế tuy rằng giờ phút này có được so với hắn bản thân thể còn muốn nhiều hồn phách, nhưng hiển nhiên thực lực vẫn là đã chịu cực đại ảnh hưởng, nếu không phải như thế, tiêu viêm không có khả năng ở chỗ này cùng với giao thủ, thậm chí còn không rơi hạ phong. Nếu không phải ngươi đoạt ta phân thân, kẻ hèn đế chi bất hủ bước thứ hai, ta có thể một trưởng liền đem linh hồn chụp thành dập nát. Phệ hồn đế nghiến răng nghiến lợi, nó hiện giờ đoạt xá bất quá chỉ là một cái là hồn hoàng thân thể, tự nhiên cùng nó bản tôn thân thể có cực đại chênh lệch. Cho dù giờ phút này có mấy ngàn vạn hồn phách, nhưng bởi vì thân thể hạn chế, phệ hồn đế trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp vận dụng đến nhiều như vậy hồn phách lực lượng. Một phen giao thủ xuống dưới, tiêu viêm càng là cảm giác đến ra, phệ hồn đế làm một hồi to lớn thanh thế trường hợp. Nhưng là bản thân có thể vận dụng đến hồn phách lực lượng lại cực kỳ hữu hạn, hơn nữa ở cùng tiêu viêm luân phiên chiến đấu xuống dưới. Muốn lấy hiện tại lực lượng đánh chết tiêu viêm, khả năng tính cũng không lớn. Thôi, ngươi đảo cũng đích xác có vài phần thực lực, bất quá ta nói, hôm nay vô luận như thế nào, cũng nhất định muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Sau đó còn phải bắt được kia nói lừa gạt cùng ta hồn phách, ta muốn cho các ngươi đều không chết tử tế được. Phệ hồn đế phát ra thấp giọng giống giận. Nó tức là tới đây, đem tiêu viêm vây ở nơi này, liền tất nhiên có cũng đủ nắm chắc có thể đánh chết tiêu viêm, mà ở bọn họ dưới chân, đảo nhỏ hình thành đại lục đó là này đáp án. Mới tới vực sâu vùng địa cực thời điểm tiêu viêm liền đã phát hiện, nơi này đảo nhỏ đều có vấn đề, căn bản đã không phải tầm thường đảo nhỏ, mà là bị người bố trí thành tế đàn. Như vậy hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không ngừng là tế đàn đơn giản như vậy, này đảo nhỏ đơn độc xem ra chỉ là một cái không thế nào thu hút tế đàn. Bất quá phệ hồn đế lấy không thể tưởng tượng phương thức, làm chúng nó ghép nối thành một mảnh đại lục thời điểm. Này đó tế đàn chi gian lực lượng đó là lẫn nhau liên tiếp lên, hóa thành một cái có được tuyệt đối cường đại lực lượng siêu cấp đại trận. Đương nhiên, nếu luận trận pháp, mặc dù phệ hồn đế tỉ mỉ bố trí như thế đại trận, cùng thần phạt nơi thần phạt đại trận so sánh với, vẫn là đại vu thấy tiểu vu, hai người chênh lệch pha đại. Như vậy, bực này trận pháp liền tự nhiên nhập không được mắt chó pháp nhãn. Trừ phi, nó bỏ bê công việc. Lấy Ngô chi danh, hiệu lệnh chúng hồn, lấy Ngô máu, hiệu lệnh chúng thần. Phệ hồn đế lập tức gầm lên một tiếng, rồi sau đó một mồm to tinh huyết phun ra, ngón tay trong thời gian ngắn dính đầy chính mình phun ra máu tươi. Ở trên hư không bên trong múa may, một cái huyết sắc ấn ký chợt hiện lên ở trên hư không giữa. Này bàn tay hướng tới huyết sắc ấn ký đột nhiên một phách, chỉ thấy kia huyết sắc ấn ký hướng tới phía dưới đảo nhỏ đại lục lao đi. Ấn ký từ mấy chục trượng nháy mắt khuếch trương đến trăm trượng ngàn trượng, cuối cùng bao trùm toàn bộ đảo nhỏ đại lục. Huyết sắc ấn ký phảng phất nháy mắt đem toàn bộ đảo nhỏ đại lục kích hoạt giống nhau, kia vô số phệ hồn thi tất cả lực tới. Tới gần đảo nhỏ đại lục là lúc, đó là sôi nổi tự bạo hóa thành huyết vụ. Lệnh phệ hồn đế toàn bộ huyết sắc ấn ký bắn ra chói mắt bắt mắt màu đỏ quang mang, phệ hồn thi số lượng cực kỳ khổng lồ. Nhưng vẫn chưa toàn bộ tự bạo, ước chừng tự bạo vạn đạo thân ảnh sau đó là đình chỉ, giờ phút này toàn bộ đảo nhỏ đại lục đỉnh xuất hiện một đại đoàn huyết vụ. Sáu luân quỷ sát hiện. Phệ hồn đế lần thứ hai quát mắng một tiếng, khổng lồ huyết sắc ấn ký liên tiếp toàn bộ đảo nhỏ đại lục. Vô số lực lượng hội tụ ở trong đó tâm, hóa thành một đạo trùng tia sáng, hướng tới đỉnh huyết vụ kích động mà đi. Toàn bộ huyết vụ đó là ở trùng tia sáng đánh sâu vào hạ, bỗng nhiên run lên, huyết vụ bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, ở kia huyết vụ giữa một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Cùng lúc đó, phệ hồn đế thân hình vừa động, hướng tới kia huyết vụ bạo lực mà đi. Thân hình ở kia giữa không trung giữa cũng là hóa thành một sợi hắc khí, dung nhập vào kia đoàn ở trùm tia sáng hạ dần dần ngưng tụ huyết vụ giữa. Sau một lúc lâu lúc sau, chỉ nghe được một đạo âm trầm tiếng cười từ kia huyết vụ giữa chậm rãi truyền ra. Đây là ta sáu luân quỷ sát chân thân, vận dụng này chiêu giết ngươi, truyền lưu đi ra ngoài ngươi cũng đủ để danh chấn thế nhân. Thanh âm này tuy rằng trở nên càng thêm âm trầm, nhưng nghe vậy là có thể nghe được ra, thanh âm chính là phệ hồn đế. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía mắt chó, nhíu mày đó là hỏi, trận này ngươi phá không khai. Tiêu Viêm ngữ khí không được tốt, mắt chó lập tức cũng là không tức giận trả lời nói, liền không có cẩu ra ta phá không khai đại trận. Trừ phi, này căn bản là không phải trận pháp. Không phải trận pháp, Tiêu Viêm hơi cả kinh, từ ở xa huyết vụ giữa, Tiêu Viêm đã cảm nhận được một loại cực đoan uy hiếp. Gần chỉ là phát ra hơi thở thượng, cũng đã hoàn toàn nghiền áp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tức khắc sắc mặt trầm xuống, không từng nghĩ đến phệ hồn đế thế nhưng bày ra như thế đại cục. Hơn nữa xem khởi bộ dáng còn không phải toàn lực thi triển, này vô số phệ hồn thi cũng gần dùng tới rồi cực nhỏ bộ phận.
Nếu là toàn bộ tự bạo triển khai trận này, này lực lượng chỉ sợ không biết sẽ trưởng thành đến loại nào nông nỗi. Tại đây một khắc Tiêu Viêm cũng nháy mắt minh bạch, vì sao này vực sâu vùng địa cực sẽ bị huyền âm thật giới nạp vào cấm địa chi nhất. Nguyên nhân chính là vì tại đây vực sâu vùng địa cực giữa, tồn tại này phệ hồn đế bực này khủng bố lão quái. Hơn nữa sớm đã bố cục đã lâu, ngay cả san thần cung người đều là không dám dễ dàng tiến vào nơi này. Huyết vụ dần dần đọng lại, ở kia chùm tia sáng bên trong một đạo thân ảnh huyền phù với trong đó, cho đến chùm tia sáng chậm rãi tiêu tán, này đạo thân ảnh mới chân chính triển lộ mà ra. Một đạo thon dài thân ảnh, đầu đội quỷ diện, tay cầm tám thức phệ hồn nhận, đao trường cực kỳ khoa trương, nhưng cùng này thon dài thân hình so đối. Rồi lại có vẻ không tính đột ngột, người sau khô gầy thân thể thượng, che kín mặt quỷ phù văn, lập lòe hồng quang. Nó nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nâng lên trong tay tám thức phệ hồn nhận, quanh mình vô số hồn phách tất cả dũng mãnh vào này thân thể giữa. Cuối cùng một con hồn phách dung nhập này thân thể giữa thời điểm, cường đại hơi thở mới là tại đây một khắc chân chính bùng nổ. Tựa hồ một không cẩn thận, đem ngươi tuyệt chiêu cấp bức ra tới. Ở xa thân ảnh bộc phát ra vô cùng cường đại hơi thở, tay cầm tám thức phệ hồn nhận, đã là chậm rãi nâng lên cánh tay, lưỡi dao thẳng chỉ Tiêu Viêm. Không có dư thừa nửa câu vô nghĩa, giơ tay đó là đối với Tiêu Viêm bỗng nhiên một chạm. Lưỡi dao chém ra một cái chớp mắt, chỉ thấy một đạo thẳng tắp hắc khí phóng lên cao, hướng tới Tiêu Viêm thổi quét mà đến. Cảm nhận được như thế cường hãn lực lượng, Tiêu Viêm trong lòng cũng là thất kinh, bất quá cũng không có lui về phía sau, chỉ thấy phệ hồn phân thân đến gần rồi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đương nhiên có thể trực tiếp vận dụng chín mục thần hồ, lần thứ hai thỉnh ra trong đó đại năng tương trợ, nhưng tại đây loại thời điểm, còn đều không phải là tuyệt cảnh chi cục, như vậy Tiêu Viêm vẫn là muốn nhìn xem, lấy lực lượng của chính mình có thể cùng với chiến đến loại nào trình độ. Tuy rằng giờ phút này lấy Tiêu Viêm bản tôn thực lực, muốn dung hợp hai cụ phân thân, vẫn là có chút quá mức miễn cưỡng. Nhưng tới rồi loại này thời điểm, cho dù có chút miễn cưỡng, Tiêu Viêm cũng muốn cắn răng thử một lần. Chỉ bằng nguyên thần cùng bản tôn lực lượng chỉ sợ khó có thể là giờ phút này hóa thành 6 luân quỷ sát chân thân phệ hồn đế đối thủ. Gần từ này phát ra hơi thở liền có thể phán đoán, không có khả năng sẽ là này đối thủ. Nắn mệnh chi thuật. Tiêu Viêm cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy bộ dáng 7-8 tuổi đồng tử phệ hồn phân thân cùng Tiêu Viêm thân ảnh hoàn toàn trọng điệp ở cùng nhau. Cùng lúc đó, ở xa phệ hồn đế sở chém ra hắc khí, cũng là tới gần Tiêu Viêm. Giờ phút này Tiêu Viêm trên người đồng dạng cũng là hắc khí bùng nổ, tay nâng bát hoang huyền trọng xích, ngọn lửa cùng lôi đình đan chéo thức trên người, ngập trời hắc khí liền cũng là phóng lên cao. Đối mặt phệ hồn đế một chảm, Tiêu Viêm ánh mắt một ngưng gian, bỗng nhiên một thước chém ra. Phệ viêm sấm đánh thước. Này một thước lực lượng, trừ bỏ ngọn lửa cùng lôi đình ở ngoài, gào thét mà ra còn có đồng dạng phóng lên cao hắc khí. Ngọn lửa cùng lôi đình đều thuộc về cực dương chi lực, hắc khí thuộc về âm sát khí, hai người hoàn toàn là tương bội lực lượng. Nhưng giờ phút này lại là nhũ tạp ở cùng nhau, thậm chí này âm sát khí tựa hồ ở ngọn lửa cùng lôi đình ảnh hưởng dưới, trở nên càng thêm táo bạo. Hai bên lực lượng ở kia trong hư không đột nhiên va chạm ở cùng nhau, Tiêu Viêm này liền tận trời ngọn lửa cùng lôi đình, đồng dạng cũng cùng với cường hãn hắc khí. Phệ hồn đế bên này, này một chảm sở bạo khởi hắc khí, xa xa xem ra, khí thế thượng liền hoàn toàn nghiền áp cùng Tiêu Viêm. Ở một tiếng vang lớn lúc sau, Tiêu Viêm ngọn lửa cùng lôi đình nháy mắt bạo khởi, hai bên thoạt nhìn tựa hồ đồng dạng hắc khí, nhưng phệ hồn đế hắc khí rõ ràng càng cường. Âm âm chi gian, chỉ thấy này hắc khí nháy mắt đột phá Tiêu Viêm công kích, đến nỗi Tiêu Viêm này một chạm càng là nổ mạnh mở ra, hiển nhiên phệ hồn đế lực lượng vẫn là ở vào tuyệt đối nghiền áp nồng nỗi. Nháy mắt liền đem Tiêu Viêm công kích cấp sinh sôi đánh tan, Tiêu Viêm thân hình cực nhanh trốn tránh, hắc khí đi ngang qua nhau, mặc dù thoạt nhìn tránh thoát, nhưng sắc bén vô cùng hắc khí nháy mắt cấp Tiêu Viêm tạo thành không nhỏ thương tổn, thân thể thượng xuất hiện lớn lớn bé bé sắc bén miệng vết thương. Cũng may là có nguyên thần phân thân cường đại thân thể thêm vào, cũng không thể cấp Tiêu Viêm tạo thành tổn thương chí mạng. Nhưng dung hợp hai cụ phân thân Tiêu Viêm, lại là tại đây loại trạng thái hạ cũng không thể kiên trì lâu lắm thời gian, từ này đơn giản một kích Tiêu Viêm liền cảm giác được giữa hai bên lớn lao chênh lệch. Đương nhiên, bất quá nếu Tiêu Viêm dung hợp phệ hồn phân thân, kỳ thật thượng Tiêu Viêm ở phía trước cùng phệ hồn đế chiến đấu giữa, đã hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít về phệ hồn phân thân lực lượng như thế nào sử dụng. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng không thuần thục, nhưng ít ra có thể thử một lần. Tiêu Viêm nâng lên bát hoang huyền trọng xích, có được ngàn vạn hồn phách phệ hồn phân thân, Tiêu Viêm trên người hắc khí tận trời, tuy rằng không có phệ hồn nhận, nhưng Tiêu Viêm cũng minh bạch, đem ẩn chứa sở hữu âm sát khí rót vào đến vũ khí giữa, hẳn là liền có thể đạt tới cùng phệ hồn nhận đồng dạng hiệu quả. Nâng lên bát hoang huyền trọng xích, Tiêu Viêm bàn tay ở bát hoang huyền trọng xích thước trên người chậm rãi xẹt qua, chỉ thấy toàn bộ bát hoang huyền trọng xích nháy mắt bị hắc khí sở bao phủ. Không chỉ có như thế, Tiêu Viêm càng là quát chói tai một tiếng, ngàn vạn hồn phách từ hắn thân thể giữa kích động mà ra, hóa thành hắc khí đem quanh mình bao phủ. Âm sát lĩnh vực. Cùng với Tiêu Viêm quát nhẹ tiếng động, nay cường đại âm sát khí đó là hướng tới phệ hồn đế bao phủ mà đi, người sau mang theo quỷ diện. Tuy rằng vô pháp nhìn ra này biểu tình, bất quá từ nó thân hình chấn động liền có thể nhìn ra, giờ phút này nó nội tâm giữa là cỡ nào kinh ngạc.
bởi vì nó gần chỉ là thi triển quá một lần, Tiêu Viêm thế nhưng liền đem này hoàn toàn học xong. Bất luận uy lực của nó cường hãn cùng không, vận dụng nó chiêu số tới công kích nó, này bản thân chính là một loại vũ nhục. Khủng bố lĩnh ngộ năng lực, càng là như thế, hôm nay liền càng phải đem ngươi mặt sát tại đây. Phệ Hồn Đế âm lãnh thanh âm truyền ra, chỉ thấy Tiêu Viêm vô số hắc khí chiều nó đánh úp lại, tiếp theo nháy mắt, Phệ Hồn Đế đó là lần thứ hai vung tay lên trung tám thức phệ hồn nhận. Một đạo hắc khí trực tiếp sốc thiên dựng lên, ngay lập tức chi gian liền đem Tiêu Viêm sở thi triển âm sát lĩnh vực phá giải mà khai. Tiêu Viêm cười khổ, tuy rằng thật là thành công thi triển, bất quá tựa hồ chính mình thi triển mà ra âm sát lĩnh vực vẫn là cùng Phệ Hồn Đế thi triển có bản chất khác nhau, chênh lệch còn là phi thường to lớn. Nếu ngươi thích học trộm người khác chiêu số, ta đây liền làm ngươi nhìn xem, âm sát lĩnh vực cũng không phải là như thế vận dụng. Phệ Hồn Đế lạnh lùng mở miệng, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy này phía sau hắc khí đó là che trời lấp đất, trong thời gian ngắn, liền đem quanh mình tất cả bao phủ, hết thảy quang mang tại đây một cái chớp mắt, đều giống như bị hắc khí sở tất cả cắn nuốt. Một cổ tử vong uy hiếp tức khắc đó là bao phủ Tiêu Viêm, loại này uy hiếp càng là xưa nay chưa từng có mãnh liệt, Phệ Hồn Đế muốn thông qua cái này chiêu số, hoàn toàn đem Tiêu Viêm cấp mặt sát. Tiêu Viêm tức khắc ánh mắt một ngưng, lập tức cũng không có vô nghĩa, lòng bàn tay bên trong ba loại ngọn lửa ngưng tụ mà ra, sau đó giấu tay bay nhanh biến ảo, bất diệt chi hỏa. Thập Tuyệt Yêu Viêm cùng với Bạch Diễm, ba cái hỏa diễm chi tâm căn nguyên chi lực, ở Tiêu Viêm mạnh mẽ hỗn hợp hạ, một cổ hủy diệt chi lực cũng là từ này phía trên phát ra mà ra. Phệ Hồn Đế đồng dạng cũng là cảm nhận được Tiêu Viêm trong tay sở ẩn chứa uy hiếp. Nó không biết Tiêu Viêm là như thế nào làm được, nhưng là giờ phút này Phệ Hồn Đế cũng là cảm giác được một loại dự cảm bất tường. Hai lời chưa nói, cường đại âm sắc khí đó là hướng tới Tiêu Viêm bao phủ mà đến, tại đây cường đại âm sắc khí hạ, Tiêu Viêm giống như trong bóng đêm một sợi ánh lửa, mà giờ phút này âm sắc khí thật giống như một đạo cơn lốc, muốn đem này nói ánh lửa hoàn toàn mất đi. Hắc ám giữa, Tiêu Viêm đã là một mồm to máu tươi phun ra, cùng lúc đó, Phệ Hồn phân thân dẫn đầu từ thân thể giữa chia lìa. Bởi vì Tiêu Viêm bản tôn thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu, căn bản vô pháp thời gian dài chống đỡ hai cụ phân thân. Càng là bởi vì mạnh mẽ thi triển nắn mệnh chi thuật, lệnh Tiêu Viêm bản tôn cũng là đã chịu phản phệ, như này đó đều là Tiêu Viêm cần thiết muốn đi trải qua. Chỉ có không ngừng đột phá chính mình hạn mức cao nhất, mới có thể làm tự mình được đến càng nhiều đột phá. Phệ Hồn phân thân ngàn vạn hồn phách bao phủ bản tôn, vì này ngăn cản cường hãn âm sắc khí, nhưng Phệ Hồn Đế lực lượng quá mức cường hãn, cùng Phệ Hồn phân thân kéo ra không nhỏ chênh lệch. Cho nên hết thảy đều có vẻ là ở châu chấu đá xe, Phệ Hồn phân thân lực lượng cũng hoàn toàn bị này nghiền áp. Vô số hắc khí dừng ở Tiêu Viêm thân thể phía trên, âm sắc khí phảng phất độc tố giống nhau, nhanh chóng ăn mòn Tiêu Viêm thân thể. Tiêu Viêm lập tức lại là một mồm to máu tươi phun ra, trong mắt tơ máu dày đặc, hơi thở bị hao tổn. Âm sắc khí đối hắn tạo thành không nhỏ thương tổn, toàn bộ thân thể thượng đã là bị hắc khí sở bao phủ. Lại như vậy đi xuống, Tiêu Viêm thân thể một khi bị âm sắc khí sở xâm nhập, thân thể liền sẽ hoàn toàn hoại tử, để lại cho Tiêu Viêm thời gian đã không nhiều lắm. Bất quá liền tại đây thời khắc nguy cơ, Tiêu Viêm bàn tay giữa đã là hiện ra một đóa tam sắc hỏa liên. Đây là ba cái hỏa diễm chi tâm sở ngưng tụ Phật lửa dẫn liên, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Phía trước Tiêu Viêm thậm chí bị chính mình hỏa liên đều tạc cái dập nát, bất quá hiện giờ có nguyên thần phân thân thêm vào, mặc dù Phật lửa dẫn liên cũng sẽ đối Tiêu Viêm tạo thành cực cường hủy diệt lực, nhưng có nguyên thần phân thân bất hủ thân thể thêm vào hạ, không đến mức giống phía trước như vậy, bản tôn thân thể đều sẽ bị này sinh sôi tạc hủy. Tới rồi loại tình trạng này, Tiêu Viêm vẫn là muốn dùng lực lượng của chính mình, hắn liền muốn nhìn xem chính mình hiện giờ có thể chiến đến loại nào nông nỗi. Ba loại hỏa diễm chi tâm sở ngưng tụ mà ra tam sắc Phật lửa dẫn liên mới là Tiêu Viêm hiện giờ mạnh nhất thủ đoạn, thả không gì sánh nổi. Này một cái Phật lửa dẫn liên mới có thể làm Tiêu Viêm có được diệt sát so tự thân cường đại mấy lần cường giả. Tiêu Viêm bàn tay về phía trước dò ra, tam sắc Phật lửa dẫn liên thoát ly Tiêu Viêm bàn tay, sau đó ở trên hư không giữa nhìn như thong thả. Kỳ thật ở nơi xa xem ra, một đạo lưu quang lực ra, nhanh chóng hướng tới Phệ Hồn Đế phương hướng lao đi. Phệ Hồn Đế cả kinh, nhìn xa xa hướng tới nó lực tới một cái quang điểm, thoạt nhìn tựa hồ không có gì uy lực quang điểm, kỳ thật thượng lại tản ra khủng bố hủy diệt dao động. Phệ Hồn Đế cũng không dám do dự, nâng lên tám thức Phệ Hồn nhận, đó là hướng tới này bạo lực mà đến quang điểm đột nhiên một chạm mà đi. Quang điểm đúng là tam sắc Phật lửa dẫn liên, rời đi Tiêu Viêm bàn tay lúc sau, này thể tích đón gió bạo trướng. Ở tới gần Phệ Hồn Đế không đến trăm trượng là lúc, Phật lửa dẫn liên cũng là nhanh chóng bành trướng. Ở trong đó tâm tam sắc ngọn lửa căn nguyên càng là bay nhanh xoay tròn, so với hai sắc Phật lửa dẫn liên. Tam sắc Phật lửa dẫn liên uy lực trực tiếp tăng lên mấy cái trình tự nhiều, này một cái Phật lửa dẫn liên sở sinh ra uy lực đem vô pháp tưởng tượng. Tiêu Viêm dùng quá số lần cực nhỏ, cũng là vì này hủy diệt tính uy lực quá mức cường đại, đối với quanh mình thương tổn đồng dạng là không thể nghịch. Chỉ có tại đây hư không giữa, cơ hồ cũng là bởi vì Phệ Hồn Đế, căn bản là không tồn tại còn có tồn tại sinh linh. Mất đi linh hồn mọi người đều trở thành phệ hồn thi, cho nên Tiêu Viêm trong lòng đã không có cố kỵ, mới có thể thi triển ra Phật lửa dẫn liên. Tam sắc Phật lửa dẫn liên nhanh chóng tới gần gian, Phệ Hồn Đế chém ra hắc khí cũng là ngay lập tức tới gần.
cùng Phật Lửa Dẫn Liên va chạm một cái chớp mắt, đó là nghe được ong ong cực nhanh xoay tròn thanh âm. Rồi sau đó toàn bộ hư không đều là bỗng nhiên cứng lại, sở hữu hết thảy đều bị cực nhanh co rút lại, phảng phất tại đây một cái chớp mắt, thời gian đều bị đọng lại. Nhưng loại này đọng lại, gần chỉ là một cái chớp mắt chi gian. Tiếp theo nháy mắt, toàn bộ hư không phảng phất bị một con thật lớn bàn tay đột nhiên nhéo, hư không dùng mình, ánh lửa ở chợt lóe, hướng tới quanh mình kích động mà khai. Đinh tai nhức óc thanh âm mới là ở sau một lát truyền đãng mà ra, đến nỗi này âm sát lĩnh vực, vô luận là này có bao nhiêu cường hãn âm sát khí. Giờ phút này Phật Lửa Dẫn Liên giống như một vòng có thể xua tan bất luận cái gì hắc ám thái dương. Toàn bộ hư không đều bị chiếu sáng lên, cường hãn đến cực điểm hủy diệt chi lực cơ hồ bao phủ quanh mình gần như ngàn trượng khoảng cách. Mặc dù giờ phút này Phệ Hồn Đế muốn tránh lui, thời gian đã muộn, chói mắt biển lửa đem nó hoàn toàn bao trùm. Tại đây phía dưới ghép nối ở bên nhau đảo nhỏ đại lục, ở Phật Lửa Dẫn Liên dưới, càng là sôi nổi run lên. Núi đá tan vỡ, sau đó lại là sinh sôi bị tạc nứt mà khai, hướng tới bốn phía tứ tán mà đi. Ánh lửa thổi quét chỗ, đem hết thảy nháy mắt đều san thành bình địa. Băng chứa thỏ một ngụm hàn khí phun ra, chặn hủy diệt tính lực lượng, Ô Chiến cũng là tại đây một khắc đồng dạng đã chịu xâm nhập. Cũng may là khoảng cách khá xa, đã chịu đánh sâu vào không đủ để chí mạng. Nhìn ở xa một tầng kích động mà khai ngọn lửa sóng chiều, Ô Chiến đồng tử cực độ sẫu xúc, lỗ kim lớn nhỏ trong mắt càng là rùng mình, trên mặt tràn ngập chấn động chi sắc. Bực này lực lượng, hảo rất sợ sợ. Ô Chiến nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm thế nhưng có được như vậy khủng bố thủ đoạn. Nếu là khi đó ở Thiên Can Siêu Tinh giữa, thi triển một cái bực này chiêu số, chỉ sợ toàn bộ Thiên Can Siêu Tinh đều sẽ bị này sinh sôi tạc hủy. Hủy diệt thanh âm rằng co thật lâu sau, cho dù Tiêu Viêm đã cực nhanh sau này đào bắn, như này uy lực đồng dạng cũng đem hắn vạ lây, trên người làn da đại lượng bị thiêu hủy, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Cũng may là cường đại khôi phục chi lực hạ, này đó bị thiêu hủy làn da lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Phải biết rằng lấy Tiêu Viêm bản tôn lực lượng chỉ sợ này một cái Phật Lửa Dẫn Liên dư uy. Mặc dù hiện giờ không đến mức bị trực tiếp nổ chết, nhưng này đánh sâu vào cũng sẽ đem này oanh thành trọng thương. Thân thể lực lượng cũng đủ cường đại cũng vẫn là có chỗ lợi. Tiêu Viêm cười khổ đến, ánh mắt nhìn ở xa còn chưa tan đi ánh lửa, nguyên thần phân thân đã là chia lìa mà ra, nắn mệnh chi thuật có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã gần như cực hạn. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng, nhìn ở xa ánh lửa, không biết này một kích có không đem Phệ Hồn Đế trực tiếp mà sát, liền tính không thể đem này trực tiếp mà sát, đem nó oanh thành trọng thương cũng có thể. Toàn bộ đảo nhỏ đại lục đều bị Tiêu Viêm này một tạc, làm này lẫn nhau liên tiếp ở bên nhau đảo nhỏ nhóm, sôi nổi sụp đổ. Liên tính này một kích không có mặt sát Phệ Hồn Đế, nhưng Phật Lửa Dẫn Liên uy lực lại đem Phệ Hồn Đế sáu luân quỷ sát trận cấp sinh sôi phá vỡ. Đảo nhỏ lẫn nhau liên tiếp, dựa vào sớm đã bố trí tốt tế đàn, sở hình thành lực lượng ngưng tụ mà ra chân thân. Giờ phút này đại lục băng tán, cũng ý nghĩa trận này tuyên cáo bị phá. Liền ở Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng chi gian, bản tôn đồng tử tại đây một khắc tức khắc sổ xúc. Nguyên thần phân thân nhanh chóng chắn bản tôn trước người, một đạo hắc tuyến từ hư không giữa cực nhanh chém tới. Hắc tuyến xẹt qua nguyên thần phân thân, tiếp theo nháy mắt đó là nhìn thấy nguyên thần phân thân lại là bị chặn ngang chặt đứt. Phệ Hồn Đế thân hình xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, nó giờ phút này bộ dáng chật vật. Mặt quỷ đều bị ai thiêu hủy nửa bên, toàn bộ thân hình thượng, làn da đều bị thiêu hủy, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Nhưng giờ phút này nó cũng không có để ý chính mình thương thế, bởi vì nó đôi mắt giữa bị hận ý hoàn toàn sở chiếm cứ, giờ phút này nó duy nhất ý niệm chính là chém giết Tiêu Viêm. Mà nó tựa hồ cũng nhìn ra tới, Tiêu Viêm có được phân thân, cũng nhận ra Tiêu Viêm bản tôn nơi. Cho nên mới vừa rồi ra tay, mục tiêu phi thường minh xác, chính là muốn trực tiếp chém giết Tiêu Viêm bản tôn. Bất quá cũng may là Tiêu Viêm phản ứng tốc độ cực nhanh, nguyên thần phân thân chắn bản tôn trước người, vì này chặn lại này chí mạng một kích. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không ngờ tới, thế nhưng Phật Lửa Dẫn Liên cũng chưa có thể đem này mà sát, bất quá xem này bộ dáng. Ngọn lửa cũng là xâm nhập này thân thể, kia phía sau nguyên bản mấy ngàn vạn hồn phách cũng là biến mất hơn phân nửa. Tiêu Viêm này một cái tam sắc Phật Lửa Dẫn Liên, tuy rằng không có đem này mà sát, nhưng Phệ Hồn Đế cũng vì thế trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Vì chống cự Tiêu Viêm Phật Lửa Dẫn Liên vô cùng cường hãn uy lực, làm nó gần như tổn thất hơn phân nửa hồn phách. Giờ phút này nó trên mặt kích động tức giận đã vô pháp nói nên lời, cũng tựa hồ có thể là bởi vì Tiêu Viêm đem này đảo nhỏ đều tạc tứ tán thoát ly. Phá này tế đàn, do đó để lại cho Phệ Hồn Đế thời gian bản thân cũng đã không nhiều lắm. Cho nên nó mới có thể như thế phẫn nộ, thả bức thiết muốn đem Tiêu Viêm hoàn toàn chém giết. Nguyên thủy phân thân bị chặn ngang chém đứt lúc sau, Phệ Hồn Đế lần thứ hai là hướng tới nguyên thần phân thân sau Tiêu Viêm chém tới. Bất quá dù sao cũng là nguyên thần phân thân, mặc dù bị chặn ngang chặt đứt, cũng là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, ngay lập tức thấy liền bay nhanh khép lại ở cùng nhau. Lần thứ hai ngăn ở Tiêu Viêm bản tôn trước mặt, Tiêu Viêm giờ phút này vô tâm tà tôn ấn ký ảm đạm, nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Viêm không có cách nào lần thứ hai thi triển nắn mệnh chi thuật, lấy hắn hiện tại lực lượng, cùng Phệ Hồn Đế vẫn là tồn tại cực đại chênh lệch.
Tiêu Viêm lòng bàn tay bên trong quang mang chợt lóe, chín mục thần hồ đó là xuất hiện ở Tiêu Viêm lòng bàn tay giữa. Tiêu Viêm một tiếng quát chói tai, đó là giơ lên chín mục thần hồ, giống nhau dây tiếp theo điên kiếm giả liền sẽ hóa thành một sợi khói nhẹ xuất hiện. Ở Tiêu Viêm một tiếng uống ra lúc sau, chín mục thần hồ lại không có bất luận cái gì một tia động tĩnh. Đến nỗi điên kiếm giả cũng là chậm chạp không có xuất hiện, Tiêu Viêm ngẩn người, loại tình huống này nhưng thật ra lần đầu tiên xuất hiện. Nâng lên bàn tay nhìn chín mục thần hồ, hồ lô phía trên chín con mắt đều toàn bộ mở, nói cách khác, chín mục thần hồ có được cũng đủ năng lượng. Như vậy vì sao điên kiếm giả đã chịu Tiêu Viêm kêu gọi sau cũng không có xuất hiện đâu? Tiêu Viêm chỉ phải là cắn răng một cái, lại quát, thỉnh cửu vĩ yêu hồ giết người. Giờ phút này bản tôn thân hình sau này đảo bắn, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân đều là toàn bộ tiến lên. Hai người cùng ra tay mới vừa rồi cấp bản tôn tranh thủ tới rồi này cực kỳ quý giá thời gian. Nhưng theo Tiêu Viêm thanh âm lần thứ hai truyền ra, chín mục thần hồ lại như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, này tức khắc đó là làm Tiêu Viêm bốc cháy lên một loại cực kỳ cảm giác bất an. Tiêu Viêm đem hiện tại toàn bộ đã biết tên toàn bộ đều nói một lần, đều không ngoại lệ, bảo hồ lô không có bất luận cái gì động tĩnh. Tiêu Viêm cũng không biết vì sao, bảo hồ lô bỗng nhiên mất hiệu, liên tiếp kêu gọi không có một người xuất hiện. Hay là bọn họ đều ở sợ hãi phệ hồn đế, cũng hoặc là ở sợ hãi mặt khác. Nhưng mênh mông lão tổ để lại cho Tiêu Viêm chín mục thần hồ, này đó đại năng cụ thể thực lực Tiêu Viêm có lẽ không biết, như này vài vị cường giả thủ đoạn cùng thực lực, Tiêu Viêm đều có chính mắt chứng kiến, chiến đấu chưa từng có với Huyến Lệ, hành sự vững vàng, trừ bỏ Huyết Lăng Tôn ở ngoài. Còn lại vài vị cơ hồ tại hành sự phương diện đều biểu hiện tương đối trầm ổn, giờ phút này bọn họ không xuất hiện. Tất nhiên là có nguyên nhân nơi, nếu là bởi vì sợ hãi cái gì lựa chọn không ra tay nói, loại này khả năng tính vẫn là tương đối thấp. Chẳng lẽ là bọn họ thống nhất đều cho rằng Tiêu Viêm kỳ thật dựa vào tự thân lực lượng liền có thể giải quyết phệ hồn đế, căn bản không cần phải bọn họ ra tay. Đương Tiêu Viêm toàn bộ đều kêu gọi một lần lúc sau, chợt mới từ chín mục thần hồ giữa truyền ra một đạo sâu kín thanh âm. Tiểu tử, ngươi quá mức ỷ lại ta chờ, như vậy phương thức, ngươi đem rất khó trở thành một mình đảm đương một phía cường giả, có chút vấn đề cùng khó khăn ngươi cần thiết đến chính mình khiêng quá mới được. Từ thanh âm có thể phán đoán, nói chuyện hẳn là điên kiếm giả, Tiêu Viêm nghe vậy đó là cười khổ một tiếng. Đích xác giống như tiến vào vực sâu vùng địa cực lúc sau, cơ hồ đều ở kêu gọi chín mục thần hồ, tựa hồ xác thật đối bọn họ có chút quá mức ỷ lại. Vãn bối minh bạch, không phá thì không xây được. Tiêu Viêm thân hình cứng lại, giờ phút này tuy rằng phệ hồn đế thoạt nhìn như cũ cường đại, nhưng từ phệ hồn đế ngay từ đầu trầm ổn cùng hiện tại sở biểu hiện mà ra nóng này, đó là có thể nhìn ra được, người sau giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng Tiêu Viêm so với phệ hồn đế đồng dạng cũng hảo không đến nơi nào, nắn mệnh chi thuật vào giờ phút này cũng vô pháp lần thứ hai thi triển. Nếu là vô pháp thi triển số mệnh chi thuật, như vậy liền tính Tiêu Viêm có được hai cụ phân thân, lại cũng chỉ có thể từng người vì chiến. Dưới tình huống như vậy, muốn chiến thắng sáu luân quỷ sát chân thân còn không có biến mất phệ hồn đế, vẫn là quá mức khó khăn. Vẫn là bởi vì bản tôn thực lực quá yếu, căn bản liền cùng giờ phút này phệ hồn đế giao thủ tư cách đều không có. Tuy rằng Tiêu Viêm trong miệng nói hắn minh bạch, nhưng thực tế thượng, Tiêu Viêm giờ phút này cau mày, suy tư đối sách. Xem ra chỉ có thể là không phá thì không xây được. Tiêu Viêm ánh mắt tức khắc một ngưng, giữa mày chỗ ấn ký ảm đạm, trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Viêm là vô pháp lần thứ hai thi triển nắn mệnh chi thuật. Cho nên trước mắt chỉ sợ có thể đánh chết phệ hồn đế chiêu số chỉ có hai cái, thứ nhất đó là vận dụng Long Phượng Lưu Ly Châm. Này thứ hai đó là Tiêu Viêm không tiếc hết thảy đại giới, lần thứ hai ngưng tụ một cái tam sắc Phật lửa dẫn liên. Hiện tại còn đều không phải là tuyệt cảnh, cho nên Tiêu Viêm tự nhiên sẽ lựa chọn người sau. Hắn lập tức đó là tay hình nhanh chóng biến ảo, đối với hỏa diễm chi tâm mà nói, bực này căn nguyên chi lực cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc sở dĩ có thể bộc phát ra như thế cường đại uy lực, đều không phải là bất luận cái gì một cái hỏa diễm chi tâm có thể làm được. Chính là ba cái hỏa diễm chi tâm hội tụ ở bên nhau, ba loại lực lượng tuy rằng đều là ngọn lửa, nhưng bản thân lại là lẫn nhau kháng cự. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Viêm mới sáng tạo ra lấy hỏa diễm chi tâm ngưng tụ mà ra Phật lửa dẫn liên. Nguyên thần phân thân liều mạng ngăn cản phệ hồn đế, phệ hồn phân thân tuy rằng Tiêu Viêm vừa mới đem này nắm giữ, nhưng vẫn là thông qua phệ hồn đế chiến đấu, hiểu ra tới rồi một ít về phệ hồn phân thân lực lượng vận dụng. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bản tôn có lẽ vô pháp sản với trận chiến đấu này, nhưng là lại có thể cho chính mình hai cụ phân thân lực lượng thượng nhất định thêm vào. Vạn hỏa thần vực. Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, đó là tự bản tôn trên người, biển lửa đem toàn bộ quanh mình đều bao phủ tiến vào trong đó. Nay cùng phệ hồn đế phía trước sở thi triển âm sát lĩnh vực đều có hiệu quả như nhau chi diệu. Mà Tiêu Viêm vạn hỏa thần vực cũng thuộc về tạo hóa giai, có thể sử Tiêu Viêm vận dụng hỏa diễm chi tâm lực lượng. Vạn hỏa thần vực Tiêu Viêm chủ ngọn lửa chính là thập tuyệt yêu viêm, bởi vì đối với phệ hồn đế tới nói, bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa đều vô lấy được tốt đẹp hiệu quả, chi bằng làm không có nguyên khí nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân có được nguyên khí. Khóa thần bảo châu. Tiêu Viêm giơ tay, trong tay quang mang liên tục lập lòe. Ngự hư bài, thần la ấn. Này đó thủ đoạn không biết có không khởi đến một chút tác dụng,
bất quá tổng so cái gì đều không làm muốn hảo. Tiêu Viêm giờ khắc này cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình vài vị các sư huynh cho hắn bảo vật có thể kiên quyết một ít, ít nhất có thể cấp Tiêu Viêm kéo dài trụ một ít thời gian cũng hảo. Tiêu Viêm thân hình hơi ngưng, cuối cùng tại thân thể chung quanh bố trí hạ sáu nhi cho hắn chỉ vàng sát, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Cùng lúc đó, Ô Chiến cũng là từ ở xa bạo lực mà đến, vốn định gia nhập chiến đấu, băng chứa thỏ thanh âm đó là truyền ra. Đi thôi, ngươi lá gan đại liền đi thôi, ta một hồi là có thể thấy thịt nát bay tứ tung đồ sộ cảnh tượng. Đến đây thì cũng khép lại phần 7 tập 64 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.